Thịnh mặc áo vô Thịnh. Đó. Ba giờ này hết đá luôn anh ta. Đá bên kia. Hôm qua giờ ông mua banh về chứ bún thùng đánh đủ bình lửa. Cái này hai phe rồi, hai đội rồi. Đội già bệnh. Đi đông quá năm già đá không được. Đông quá đừng có đi tới hai mấy người sao đá tự nhiên không có chịu. Lão tướng hay quá. Bên công sẽ nóng đá đã thua. Thấy lòng với cho bạn là lòng đó nha, bỏ luôn. Hay quá. Đây, tới tôi. Một giây, một giây. Sùng lên. Xìu xìu không kỳ quá, tâm lý như kỳ. Đóng. Bắt bỏ một lần nữa. Hai hai. Hai hai rồi. Cái đội hình vô sân như vậy tiêu. Trời ơi đúng má. Chân gỗ với lại chân bị chấn thương không? Rồi thì ăn yếu tâm lý nữa. Ừ, mà đá được mà nó yếu lắm. Nó bị tâm lý, nó đá được mà bị tâm lý. Đá đi thua thôi, hết mình đi. Chưa mới mấy phút. Lát em vô em gỡ là hai trái rồi Thịnh. Em phải thể hiện cái đẳng của em mà chơi trận trước á. Được không? Chạy nhất, chạy mạnh luôn. Thời hình này khó khăn lắm thiệt. Không ai cầm bánh.
về phụ nè, về phụ nè, rồi bắt chuyền thôi, bắt chuyền thôi, bám người luôn nhân, bám người luôn. Bắt vô, bắt vô, một người, một người, một người, một người. Nội đó sao Hữu Môn nó giữ bên mới lại nó nắm tay nắm chân Hữu Môn không? Môn rồi giữ bên lại nắm tay nắm chân. Xấu đập luôn đụng mẹ. Nào đúng thôi. Thấy thứ à. Ủa, tụi này dân ngoài Đông Thạnh á. Má Hữu Môn bên mình nắm tay. Nãy giờ nắm tay không chừng Duy hai lần. Tụi này hả? Tụi Bình Dương này nó quỷ vô luôn rồi đó. Thôi vô bà để đồ ai nó làm gì làm. Đã đi, đã đi, đã đi. Còn ông đâu có suốt được đâu, đi nhắc không. Nãy tự nhiên ông ra rồi không ai vô. Đi luôn điện người vô Duy. Đây đây, không ra thua rồi. Lên đổ mà hai thằng nó làm gì được. Nhắm mắt không à, hay quá tạ. Qua miếng nữa là ngon rồi. Tại sao nó bấm mặt? Để bắt được cái đội mình á, cái tình hình thi đấu kỳ lắm nha. Đá thì thua thôi chứ làm gì mà siêu siêu không. Mạnh yếu cũng kỳ vậy, nó cứ đá đàng hoàng đi. Khi mà cái tinh thần mình đi hệt với cái thằng YouTube ở tù á, đội ở tù á. Đội ở tù á. Ừ. Đội đó nó thua cỡ nào nó cũng đá vậy đó, mới đá, đá mà cũng mới chưa đá mà lo xì, đá xì là nãy chưa đá thấy nó muốn xì. Ok. Đội này đó sao nó cũng ngự thôi con mẹ gì. Mình cứ đá hết mình đi, thua rồi thôi, đúng không? Cô ngày mai mới về hả? Em cũng giá biết. Đây, đụng hôm nay mình có được cái thân người ta đó, đáng là giữ sức vô đá đàng hoàng vô. Thank you.
Còn. Anh đi bảo. Còn trái á. Em là tinh thần của đồng đội gì? Không, tinh thần của con gì nó tốt. Không phải nhìn thịnh, đá gì cũng thu quá. Không, Thịnh nó sợ mấy thằng nào mà chơi xấu quá, cái kèm nó xì à. Bình này đâu có người thế à. Cầu sức người ta lên đá đèn quẹt lại là thắng à. Mình có cái lợi thế được cái đó thôi đó. Mình phải ráng làm vậy thôi. Lộc gắt đá nhá, chịu khó về bắt người phụ nha Lộc, mà thế Lộc. Cái thằng quỷ áo trắng xanh lá cây sọc xanh lá cây sọc trắng á. Mình đá đổi rồi. Nó hoại nó. Mới đây nè, đá bên sân hết nên mình luôn. Nè. Ừ. Mấy đầu nó ăn trái em nhớ không? Điều sao á. Tụi đây thì mấy ông già á. Nhưng mà lần trước nó có đội nữa. Đội nó mặc nguyên bộ rồi nó áo luôn á. Lần đó mình đã thua nó. Mà lần đó mình đi thiếu người. Bốn mình trái sao? Lên nhóm lên nhanh. Bở đứng lại, đứng lại. Ừ, đứng lại kèm đó không? Kèm đó. Messi không muốn ăn luôn ha. Này đội năm tới rồi không? Cái đội siết trẻ vô này không thấy nữa. Nó rã rồi anh. Rã luôn mà. Trẻ nhân. Ngu quá. Đứng che không ngon là đứng để nó xuống. Đá banh mà khờ quá. Thấy hung môn mà về chưa kịp mình che hung môn lại. Quốc. Kéo đi kéo đi. Có cá đẹp không? Đâu không? Phú Lý ngủ. Có đồ. Thôi coi cho mấy em quay nào. Dẹo dẫn hương rồi Phước ơi. Gán bạn. Ừ. Chiều hứa bảo mà không kịp. Tôi đá không? Có chứ. Ba cái chi vậy? Lên nhanh. Trời ơi gạch. Đúng rồi quá. Đúng rồi Phước Tô Long đẩy vô nữa xuống. Lái về đi chứ. Mình giờ gần như mất anh Minh Bia. Từ từ giúp vô. Hai bạn quỷ nè. Để cho kéo. Rồi, đắp ra. Tố anh Bảo ơi. Bám nhầm mạnh nha, bám nhầm mạnh nhân. Má kèm kỳ khóc quá. Nhân thở hít lên nè ha. Thằng Nhân á, thở hít lên nè. Thôi rồi,
À, chạy ông nói. Rồi bấm về nè, bấm về nè. Bắt chì nha, bắt chì nha. Thôi động đi Phước ơi. Nhận ra anh vô anh Lộc. Vô rồi, vô gôn, vô gôn. Dì vô, dì vô. Má gì tao uống thục không à. Không ai ép cho tao suốt không chết một bể mồm hết. Gặp đó. Má để bầm con mồm không. Về nè, về nè, về nè, về nè. Nhân cái bằng nó quay lên đi luôn chứ sao mà để chị về nó. Má chết, quá. Bắt người bảo ơi, bắt người bảo. Mấy nhiều lúc mà ra nó sợ chấn thương kìa. Vì nó máu lắm á. Chạy không được. Bám luôn rồi, bám đi, bám đi, bám đi. Rồi rồi rồi, đứng đi, đứng đi. Về nè, về phụ nè. Rồi nó đưa rồi. Tốt rồi, tốt rồi. Gì bị gì vậy? Gì bị gì vậy? Gì vậy? Gì? Gì vậy? Vậy? Mệt hay gì? Bị gì ra? Đi bị gì em? Mệt quá anh. Ồ. Nói ông ổn rồi, ông ổn thôi ra ra nghỉ. Là để đóng nhiều quá nó tức. Phước, Phước, Phước vô, Phước. Phước, Phước, Phước vô luôn, Phước vô luôn. Rồi rồi rồi. Rồi em lọc vô luôn, em lọc vô luôn. Chưa lành nghỉ anh. Về lọc. Rồi có Phước rồi, có Phước rồi. Bấm giữa đi, bấm giữa đi. Ờ đúng rồi. Em bảo lúc sắp về nè. Hột quá. Hai hai hai. Đâu có gì đâu. Ông là làm gì hồi chứ. Em đến giờ dễ tính. Tiền quay giùm anh đây, anh lại. Quay giùm anh lại hỏi. Vô vô khởi, đủ năm nè. Dùng luôn ơi. Ai à? Ai à? Quay.
vợ chưa, thấy vợ chưa? Ba. Lên làm gì nữa, lại đi. Thấy đầy người rồi. Bởi gì à? Di ra thở đi. Rồi để nhân chụp cho anh lên. Rồi có gì em tự chịu nha. Bị gì đi. Nó sâu sâu mấy chục mất mấy chục triệu. Có trận bành đâu đáng, trong trận này đâu có thắng được đâu mà còn gì đáng. Nó để vô liên tục. Chừng bị tì rồi. Ra luôn. Chèn cũng phải câu gì cũng chơi mỏ cho chơi mà không. Đi nước uống mà dạ. Năm. Nghe có cái lưới chở mình không em tiêu rồi ta. Thank you.
6-6-6. Năm á, còn năm á. Quay mình xíu. Đứng. Hết trường hợp mệt nói nha. Trên có ba người chạy rồi chứ không hiểu sao. Nó coi mất banh rồi chạy lên. Xem cho thủ ở bơm hả? Ồ, nó dướng cái chân. Tố anh Bảo ơi. Chân con đi hoài con. Đi hoài con. Bắt chuyền nè, bắt chuyền nè. Còn được cái yếu tố câu mà chứ banh cũng chính xác. Đã bét tầm xa nữa, nay súng bị cưa nòng. Đây. Cứ bơm gì đi hồi cũng vô à. Trước là vậy là bầm rồi á. Hồi trước mà chưa bị chấn thương á, khoảng cách đó là ông bầm rồi. Đó này, vậy là hồi đó là bầm rồi đó. Đó vô nè, chỗ đầu má, cái bên kia là vô rồi. Ngay cũng bơm nữa. Đừng la quá anh lên ơi, đá bình thường đi anh lên ơi.
lỏ người nè. Đẹp. Ồ, chậm quá. Như Messi ha. Hát nhẹ rồi. Trời hay quá. Sáu trái. Anh Linh, Linh Duy vô. Anh Linh cho con Duy vô anh Linh. 6 trái. Duy nào mệt ra đó nha. Xung lên em ơi. Thua thôi, đá hết mình đi. Ừ, đồ hối đó đá rồi đó. Hồi đó bị tôi chích mũi trái vô góc đó nha không. Tôi đứng ở dưới góc này nè, tôi chích xíu rút rút kìa. Nó nói gì vậy, nó bút từ sân bánh qua sân bóng kia. Ừ, tôi nói nhân là em đẩy bệnh vào cho anh, cái tôi chích mũi cái vô cắm nóc bánh ú luôn á. Hồi đó còn tóc luôn. Cũng vậy à, đâu có tóc đâu. Tóc mà để lúng khúng vậy chứ không phải. Trước là thiếu tiền mà không nào mà tìm nó. Nói nhìn đúng. Ơi, cái bàn tỉnh rồi. Vô chổi mặt em mà nói gì nữa. Cái bàn này cũng kéo quá. Lỡ. Đá thật chớn quá. Lộn bất ống lao sao thùng đá thật chớn quá. Có thêm một cái tình huống đó. Lọc xuống bị xuống chân nhiều rồi. Tốt rồi Phước ơi. Vô rồi. Má đừng chừng phải nữa. Má có cái chừng trái. Ồ, tốt rồi, tốt. Rồi, quá nhỏ. Má nhỏ rồi. Vô rồi. Để vô. Hít thuốc nha. Trời ơi. Không có bánh cũng chạy nữa. Lấy lọc đi. Giảm tân. Sao Phước ơi, sao nhà Hạnh, cái bàn kéo này chuyện này chứ anh đấu dậy dở bẻ qua giảm mới được sức người á. Tự đây chấm dưới anh tự tự thấy gần gần cái bàn nhà này hai năm rồi anh chị giữ em rà rà vô em đừng có chạy cái biên thẳng, em hay chạy quen chạy thẳng ta.
từ vô nếu mày mới chạy là chị kiểu khác nữa chứ này quá rồi đó rồi con người kìa lên cho người ta. Trời ơi. Đó hai người đó. Đá luôn đi. Để thế đá luôn rồi. Để thế đúng rồi. Đừng có xì, đá đó còn tình huống mạnh. Đá đi, thôi thôi đừng xì. Đá hết sức đi. Năm trái á, ráng đi. Không ổn thì đừng ráng nha Phước. Phước nè nhìn lọc trời ơi chết rồi bắp dây sáu thằng mày anh vô anh kia nhận ra đi nhận đi vô nhân ơi nhân nhưng mới vô á nhưng mới vô mới vô anh hạnh chưa vô thịnh này nè thấy thịnh nhỏ đi đó thịnh nhỏ nè thịnh lớn vô đi chơi thịnh đá đi thằng không thua mà đá đi rồi sao không thịnh ra chế thêm đá làm gì nha đúng rồi đó giờ lại đúng rồi mình nói ổng cái ngồi chơi đi ngồi chơi anh còn bàn cái vụ mấy nhà đất với em nữa dài không hả để nhắn thay à bạn vụ tức mà anh nhắn với bạn được để xác định thua mà cứ ngồi chơi thôi, không lấy ngồi chơi. Vô đi ơi. Tới rồi, chạy rồi. Ba cái hộp cao su cho ông dạy. Thôi cứ đá thước, đá cho ra mà hôi chơi đi. Thôi sao đi mình bày sao anh đá khéo quá hả? Cận xì quan trọng cái đá đi, đá anh em đá thể hiện của anh em có gì cứ thể hiện ra thôi, còn thua cãi đó. Có gì cứ thể hiện ra đi của mình á. Mình lọc làm gì ta? Cuối đá chậm để gì anh chuyện anh em hiểu không? Chứ mà đá nhanh giống như có một quan trận đá đụng má suốt tới đó là suốt thì đụng má vô rồi không? Chứ từ từ đó, người ta cũng đã bắt à, người ta chứ người ta chưa vô nữa, đó thấy không? Từ nhấp xong tao bài qua tránh thấy không? Bồn chèo thôi chứ góp ý mà hồi chơi đồ má vậy công nhận thịnh anh để thành em lên đồ má làm như bạn bè em nhiều á đồ má cũng 3-4 đứa đồ má vô thích hết chứ mà hỏi bạn anh bảo em, bạn chung cầu thịnh anh bảo cầm giùm em cái gỡ dài gì vậy mở dài hết là ai đá vậy lỡ có thế thì mình cũng kệ vô thua chứ mình có đá chứ tác phong chuyên nghiệp đi thôi mình có đá đâu có thua non được đá chơi đi. Thua.
Nhưng mà lúc đầu mình cầm được mà. Má lúc đầu bỏ vô cái phước vô. Đâu có tới này. Cái bộ không cái bộ không có biết người đầu ảnh, không đầu ảnh lâu không có biết người lên kéo lên phước kéo lên chết rồi dính xử lý không được rồi chân trái nè cái, đừng có quay thằng này lên đừng để thằng này lên thằng thu mình nói ra nó vô không để được thua nè. Tự nhiên thấy mày già mày thì ức chế chứ nữa mày đá với anh thôi khổ ức chế nếu lúc tao ra mày đá tao trời ơi tự nhiên khùng mình đá tưởng mình có nhiều mình đá nhiều anh nói rồi thắng thua gì bao giờ mình đã xác định thì nó nói đó nó làm cái gì thằng nó thua rồi đó cái gì đó. Nhiều lúc á mình đang thua mà la nhau dễ mới dễ quê nhau á. Mà gặp em là dễ tính thôi, nói gì cũng được. Với lại một phần anh thử thực tế nói hẳn em chị em là nhỏ tuổi, nhiều lúc cũng nhỏ nói chuyện với anh lớn thì cũng giống như anh nói chuyện với anh đó, lớn hơn với anh đó chứ. Đúng rồi. Anh biết. À, không có gì hết á. Nó này có hoàng đã được tạo nên nó cũng thiếu rồi, chưa mạnh như bữa. Bữa là có thằng cầm banh thằng chân truyền á giờ mới lên được mấy thằng nè đâu có mấy này thiếu. Mấy này nãy nó lên đây nè cái này đội vũ ba năm thế á nghe anh tự khoan giếng hai bắt người đây chịu đi khoan cho Di Mập mấy chai đó cứ lóc cánh là không. Rồi gãy rồi gãy nó cao chị che ơi 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 được anh nó lỗi em ơi anh nó lỗi đây nó nhận lỗi chứ sao lại cãi được chơi anh nó người ta nó che em còn bậy hết sức bậy mình đã biết đá banh là mình phải tự nhận cái banh đó chứ đã còn nổi còn nói nên sao được dở quá nó chắc không biết gì nhiều đánh ơi nhỏ đấy đúng là nhỏ tuổi đấy biết gì thằng đó thằng non non đúng non thể hiện cho bạn non chuyên gia chuyện chuyện lẫn đậu mắt anh nói em nghe nha có nghệ ai mà đón nhận nói anh thành đừng có quay để thôi ờ nó nói thành đừng để thôi bấm dần luôn đi